Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tăng cường kiểm tra xử lý xe quá tải ngay tại đầu mối bốc xếp hàng hóa. Cắt bỏ thành thùng xe cơi nới, giải pháp triệt để ngăn chặn xe quá khổ quá tải. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cục quản lý đường bộ khu vực, thanh tra các sở giao thông vận tải tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa. Thanh tra Bộ yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra tải trọng phương tiện, trong đó tập trung kiểm tra về xếp hàng hóa trên xe ô tô theo quy định tại Thông tư số 35 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải ngay tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa, đặc biệt là các nhà máy sản xuất hàng hóa, mỏ vật liệu và cảng hàng hải, cảng bến thủy nội địa có nhiều phương tiện vận tải đường bộ tải trọng lớn vào bốc xếp hàng hóa. Bên cạnh xử phạt vi phạm hành chính về xếp hàng tải trọng phương tiện, tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về cơi nới thành thùng xe tải tự đổ. Việc sử dụng, bảo quản và xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135 năm 2021 của Chính phủ. Ngày 31 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá 5 ổ nhóm làm giả giấy phép lái xe ô tô, mô tô có quy mô liên tỉnh, tạm giữ 44 đối tượng liên quan. Cụ thể, sau quá trình trinh sát, truy xét làm rõ, đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai 12 tổ công tác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nam Định, tiến hành bắt giữ khám xét tại 12 địa điểm liên quan đến đường dây làm giả bằng lái xe có quy mô lớn. Tính đến ngày 31 tháng 3, đã triệu tập đưa về trụ sở tổng số 44 đối tượng có liên quan đến đường dây làm bằng lái xe máy, xe ô tô và hồ sơ kèm theo. Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định có 5 ổ nhóm đối tượng đã làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bước đầu làm rõ, đường dây tội phạm có quy mô này hoạt động qua các trang mạng xã hội, chia thành nhiều nhóm nhỏ và ước tính đã hoạt động hơn một năm qua, thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu xác định ở tỉnh Nam Định, hiện thuê nhà tại Hà Nội để điều hành các đường dây trên. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Thưa quý vị các bạn, thì thực tế nguyên bản của chiếc xe này thùng cao 56 cm, tuy nhiên thì lái xe đã cơi nới lên cao gấp đôi so với thiết kế ban đầu, chưa kể là với những cái tấm bộ như thế này thì có thể chở gấp 3 lần khối lượng cũng như là kích thước so với thiết kế. Thì đối với cái xe như thế này thì đã bị lực lượng chức năng tạm giữ và tiến hành cắt bỏ thành thùng theo đúng quy định. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương tập trung trên các tuyến địa bàn trọng điểm có các mỏ vật liệu xây dựng và công trình thi công san lấp, chú trọng khu vực điểm ra của các mỏ khai thác khoáng sản để kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm về tải trọng, chở hàng hóa vượt quá chiều cao, chiều dài của xe, cải tạo, cơi nới kích thước thành thùng xe. Đặc biệt, để ngăn chặn triệt để các phương tiện vi phạm, ngoài việc yêu cầu lái xe hạ tải, lực lượng chức năng còn kiên quyết cưỡng chế, cắt bỏ thành thùng phương tiện cơi nới, trả lại nguyên trạng kích thước của xe. Đến nay, sau nửa tháng ra quân, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử lý đối với 46 trường hợp cải tạo không đúng với thiết kế sản xuất. Những trường hợp này đều được yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc cắt bỏ phần thùng cơi nới. Việc cắt bỏ hoàn toàn phần thùng cơi nới thêm là biện pháp hữu hiệu góp phần ngăn chặn hiệu quả việc chở quá khổ quá tải. Bởi nếu không cơi nới thêm thành thùng thì việc chở quá tải sẽ bị hạn chế rất nhiều. Bố trí lực lượng 24/24 để kiểm soát cái tải trọng và cơi nới thành thùng. Và đặc biệt là bố trí các lực lượng tuần tra lưu động kiểm soát trên các tuyến gần các công trường, các mỏ, các bến bãi để xử nghiêm. Chủ trương xóa bỏ việc cơi nới thành thùng xe là một trong những biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát và siết chặt tải trọng phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông. Do vậy, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đối với các chủ phương tiện và lái xe tự giác cắt bỏ thành thùng cơi nới và xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình vi phạm, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn phương tiện cơi nới nhằm chở quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.